Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình ô tô BK TV và hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin hấp dẫn có trong ngày. Những mẫu ô tô giảm giá sốc để xả hàng tồn Ngày 14 tháng 9, Thaco chính thức ra mắt phiên bản mới của Kia Sorento. Để xả kho phiên bản cũ còn tồn, Kia Sorento phiên bản 2018-2019 ngay từ đầu tháng 9 đã được chính hãng và đại lý giảm giá mạnh tay. Mức giảm kịch sàn từ 100 đến 130 triệu đồng tùy từng phiên bản. Theo đó, Kia Sorento bản 2.4 GAT Deluxe đang bán giá 769 triệu đồng, giảm 130 triệu đồng so với giá niêm yết 899 triệu đồng. Bản 2.4 GAT Premium đang bán có giá 899 triệu đồng, giảm 100 triệu đồng so với giá cũ. Bên cạnh việc giảm giá trực tiếp và giá xe, Kia Sorento còn được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ theo nghị định 70 của chính phủ vì là xe lắp ráp trong nước, tương đương với số tiền 80 đến 114 triệu đồng tùy từng phiên bản. Cộng dồn mức ưu đãi vào khoảng 210 đến 214 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua Kia Sorento phiên bản cũ được tặng kèm quà tặng phụ kiện chính hãng. Cụ giống như Kia Sorento, dự kiến ngày 6 tháng 10 tới đây, Mitsubishi Pajero Sport 2020 sẽ ra mắt khách hàng Việt. Để xa hàng tồn kho dọn đường cho phiên bản mới, một số đại lý Mitsubishi trên toàn quốc đang đồng loạt thông báo giảm giá mạnh mẫu xe Pajero Sport. Giá bán thấp nhất ghi nhận được tại đại lý 780 triệu đồng dành cho bản DSN 4x2MT. So với giá bán lẻ của nhà phân phối, giá bán thực tế thấp hơn gần 200 triệu đồng. Mức giảm giá mạnh chỉ áp dụng cho bản Pajero Sport Diesel 4x2 MT sản xuất năm 2019, chứ không có bản 2020. Có các phiên bản khác bản đồng giá, theo Mitsubishi Việt Nam công bố. Hiện tại, Mitsubishi Motors Việt Nam MMV đang có chương trình ưu đãi dành cho Pajero Sport là tặng kèm các phụ kiện như ghế da, cánh gió và camera lùi đi cùng các mức giảm giá nhất định. Ford EcoSport 2020 dự kiến ra mắt khách hàng Việt trong thời gian tới. Hiện cũng đang mạnh tay giảm giá phiên bản cũ, mức giảm từ 25 đến 80 triệu đồng cùng nhiều quà tặng phụ kiện. Cụ thể phiên bản EcoSport Ambient 1.5L MT, Ambient 1.5L AT hiện đang giảm giá 80 triệu đồng so với giá niêm yết. Hiện giá bán hai bản này lần lượt 465 triệu đồng và 489 triệu đồng bên cạnh đó là phiên bản 1,5 lít at trend giảm ít hơn giảm 65 triệu đồng còn 528 triệu đồng hai phiên bản eco 1,0 lít at titanium và eco 1,5 lít at titanium có mức giảm thấp nhất giảm 25 triệu đồng sau giảm giá giá bán hai mẫu xe này lần lượt 664 triệu đồng và 623 triệu đồng nhiều đại lý Nissan trên toàn quốc đang đồng loạt chào bán dòng xe Sunny với mức giảm kỷ lục Cụ thể, 3 phiên bản gồm XL, XTQ, XVQ được giảm lần lượt 73 triệu đồng, 68 triệu đồng, 68 triệu đồng so với giá niêm yết. Sau giảm giá, giá xe 3 phiên bản trên 355 triệu đồng, 400 triệu đồng, 430 triệu đồng. Theo nhân viên tại đại lý của Nissan cho biết, mức giảm này chỉ áp dụng cho dòng xe sản xuất 2018 với số lượng và màu sơn hạn chế. Chương trình sẽ kết thúc khi đại lý hết hàng tồn kho. Đối với xe sản xuất 2020, phiên bản XL, XTQ đã hết hàng, còn phiên bản XVQ đang được giảm 18 triệu đồng so với giá niêm yết. Sau giảm, giá xe còn 480 triệu đồng. Tính đến hết tháng 8, Nissan Sunny chỉ đạt doanh số 534 xe, thấp hơn nhiều so với các mẫu xe cùng phân khúc Toyota Verse 16.208 xe, Huyda Ascent 10.961 xe, Honda City 5.374 xe, Kia Soluto 4.180 xe. Vì quá ế ẩm nhiều tháng nay, mẫu xe này được hãng liên tục giảm giá, mức giảm 20 triệu đồng. Đợt giảm giá lần này có mức giảm sâu bên cạnh việc xả hàng tồn kho, còn bởi hết tháng 9 này, Nissan sẽ thay đổi nhà phân phối từ Tanchong sang công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam. Tại một số đại lý ô tô Honda trên địa bàn Hà Nội, mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ HRV đang được ưu đãi với tổng giá trị lên tới 117 triệu, bao gồm tặng 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Honda HRV, tặng kèm 30 triệu đồng tiền mặt, tặng phụ kiện, tổng giá trị phụ kiện 40 triệu đồng. Với việc giảm giá này, Honda Việt Nam mong muốn thúc đẩy doanh số bán hàng của mẫu crossover khi mà nhiều tháng này mẫu xe HRV rơi vào tình trạng ế ẩm. Đặc biệt, tháng 8 năm 2020, doanh số bán ra của mẫu xe chỉ đạt 13 xe, cộng dồn 8 tháng đạt 1.122 xe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn nhất về thị trường ô tô đến từ Bika TV nhé!